Xin chào các bạn đã đến với channel Film & More của mình. Trong video lần này, mình sẽ đến với bộ phim có tên là The Interview. Một bộ phim mà mình nghĩ câu chuyện xoay quanh bộ phim có khi còn ly kỳ hấp dẫn hơn cả chính bộ phim. Bộ phim được cầm trịch bởi đồng đạo diễn người Canada, Seth Gordon và Evan Goldberg. Bộ đôi này cũng đã đồng hành với nhau qua rất nhiều bộ phim hài trước đó. Với dự án The Interview sẽ là một bộ phim hài châm biếm hơn các bộ phim trước đó của cả hai, cộng với cách hài Toilet Humor. Mình nghĩ sẽ không cần dịch thẳng ra sẽ hay hơn. Còn phong cách này là gì, một lát nữa mình sẽ giải thích sau. Lần này đồng đạo diễn Seth Rogen cũng sẽ đảm nhận luôn vai chính trong bộ phim. Bộ phim The Interview châm biếm về lãnh đạo của một quốc gia. Thật ra phong cách phim này thì cũng đã từ rất lâu và cũng đã có rất nhiều bộ phim sử dụng rồi, chẳng có gì quá hệ trọng. Nhưng với trường hợp The Interview lần này, bộ phim khai thác về đất nước bí ẩn nhất hành tinh, đó là Bắc Triều Tiên. Và nhân vật chính sẽ là lãnh đạo tối cao của Bắc Triều Tiên, vẫn đang còn hiện diện, đó là Kim Jong-un. Việc đề cập này thì vẫn còn bình thường luôn, chưa tới mức phải rầm rộ cho lắm. Nguyên do là vì The Interview có câu chuyện giả tưởng về việc ám sát Kim Jong-un, đã dẫn tới sự việc gây tranh cãi ở ngoài bộ phim còn nhiều hơn cả bộ phim. Đây cũng là lần đầu tiên nhà phát hành của bộ phim là Sony Pictures bị nhóm tội phạm mạng có tên là Ghost of Peace tấn công vào hệ thống máy tính của Sony. Các thông tin cá nhân và cả bản lưu của các nhân viên trong Sony đều bị ăn cắp. Kể cả các thông tin về các dự án phim, không chỉ riêng về The Interview mà cả những bộ phim khác cũng bị nhóm hacker hack. Dù phía Bắc Triều Tiên phủ nhận, nhưng sau đó nhóm hacker này đe dọa sẽ tấn công, khủng bố nhắm vào các rạp chiếu phim nếu phía Sony vẫn cho phát hành bộ phim này. Và The Interview trở thành bộ phim nhập nhằng nhất đó giờ của hãng khi tranh cãi liên tục nổ ra bởi rất nhiều bên, có cả tổng thống khi ấy là Barack Obama. Vậy The Interview có gì? Rồi kết cục của bộ phim này ra sao? Thì mình mời các bạn hãy cùng xem tiếp video của Film & More nhé! Chuyện phim bắt đầu với Dave Scarlett và Aaron, bộ đôi bạn thân làm việc cùng nhau lâu năm. Dave Scarlett là host cho một chương trình truyền hình mang tên Anh là Scarlett Tonight, do Aaron đảm nhận vai trò nhà sản xuất. Một chương trình chuyên phỏng vấn những người nổi tiếng, nhưng chủ đề chủ yếu chỉ là những việc soi mói cá nhân của những người nổi tiếng này. Tình bạn, tình đồng nghiệp lâu năm giữa cả hai bị thách thức sau khi họ ăn mừng tập thứ 1000 lên sóng. Một đồng nghiệp nhà sản xuất khác của Aaron chê bai chương trình của Aaron không phải là một chương trình tin tức thực thụ. Aaron ngậm ngùi ngậm nghĩ lại, quả đúng như vậy thật. Anh chán nản khi chương trình của anh chỉ toàn những chuyện nhảm, soi mói những đời tư vặt vãnh của người khác. Anh nghĩ mình cần phải làm một chương trình ý nghĩa thực thụ hơn, và anh kêu Dave cần phải thay đổi. Thấy anh phân vân trước lời ngỏ ý của người sản xuất đồng nghiệp, Dave nói cho anh một sự thật động trời mà anh cũng vừa phát hiện. Một nhân vật tên Kim Jong-un, lãnh đạo tối cao của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, là một fan hâm mộ của chương trình Scarlet Tonight của cả hai. Cả hai quyết định gửi lời mời tham dự phỏng vấn tới Kim Jong-un và Park In-suk, nhà tuyên truyền của Bắc Triều Tiên, gọi điện thoại cho cuộc hẹn tới vùng ngoại ô Đan Đông, Trung Quốc. Nhưng tưởng cuộc gặp gì ghê gớm lắm, nhưng hóa ra chỉ là cuộc gặp để nói sơ về điều khoản và đã thông báo với Aaron có 24 tiếng để đưa ra quyết định chấp nhận hay là không, một pha hành động khá công kênh. Nhưng sau lần gặp gỡ đó, phía CIA cử đặc vụ Lacey tới gặp bộ đôi và yêu cầu ám sát Kim Jong-un bằng chất độc thấm qua da, ngụy trang trên miếng băng keo cá nhân trên tay. Bộ đôi miễn cưỡng đồng ý, với lý do là ngăn chặn vụ phóng tên lửa nhắm tới nước Mỹ như lời Kim Jong-un đã hăm dọa từ trước. Nhưng trong thâm tâm, Dave vẫn muốn chương trình của mình sẽ câu được nhiều view, nên anh chẳng chịu nghe theo CIA dàn xếp mà tự ý hành động. Việc này đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười khi kế hoạch ám sát Kim Jong-un bằng thuốc độc dán trên tay thất bại toàn tập. Thậm chí khi tiếp xúc với Kim Jong-un, xém xí nữa Dave đã siêu lòng vì Kim Jong-un quả thật là một tay chơi thứ thiệt, còn đam mê cái nhạc Katy Perry. Nhưng khi anh phát hiện ra sự giả dối và sự tàn bạo hiếu chiến của Kim, anh quay lại tiếp tục thực hiện kế hoạch ám sát Kim. Trớ trêu là lần này không còn một miếng băng dính thuốc độc nào, nhưng trong cái rủi lo cái may, lần này họ không còn cô đơn mà có sự giúp sức của cô gái xúc của bộ tuyên truyền. Cô giải thích rằng việc ám sát Kim Jong-un là một ý tưởng không hiệu quả, sẽ hiệu quả hơn nếu cho dân thấy bản chất thật sự của gia tộc họ Kim. Vì thế cô giúp sức cùng bộ đôi bảy tâm lý trong chương trình phỏng vấn để toàn dân nhận ra Kim không thần thánh như họ nghĩ. Ông ta cũng chỉ là một con người. Nhận thấy mình bị bẻ mặt, Kim Jong-un tuyên bố sẽ bấm nút khởi động đầu đạn hạt nhân tới thẳng nước Mỹ. Được sự giúp sức của binh sĩ Bắc Triều Tiên, sau khi họ thấy được bản chất thật, họ đã cùng hỗ trợ ngăn sự việc tồi tệ này lại. Cuối cùng họ đã ngăn chặn được việc phóng hạt nhân sau cái chết của Kim Jong-un. Cô gái xuất lên làm lãnh đạo lâm thời và bắt đầu chính sách mở cửa, biến Bắc Triều Tiên hội nhập với thế giới và có thể liên lạc ra bên ngoài. Đầu tiên, trước khi bộ phim này phát hành, nhóm hacker lãnh đạo bởi Park Jin-hyuk bị FBI truy nã, nhưng phía Bắc Triều Tiên vẫn phủ nhận việc tồn tại của người này. Nhóm hacker đã nhiều lần thực hiện hành vi tấn công vào Nam Hàn, cả trước và sau sự kiện hack Sony Pictures. Vấn đề đặt ra là phía nhà làm phim không nghĩ Sony Pictures bị hack là do bộ phim The Interview, mà đó chỉ là sự trùng hợp cùng thời điểm với kế hoạch hack nhiều công ty lớn của Mỹ được thực hiện bởi Bắc Triều Tiên. Đạo diễn cũng không nghĩ chính Kim Jong-un quan tâm và xem dự án này cả về sau khi bộ phim ra mắt.
ngày xưa Hitler có thể đã xem bộ phim châm biếm mình của Charlie Chaplin trong bộ phim The Great Dictator, vì Hitler vốn là fan của Chaplin từ trước. Sau đó thì ông thất vọng và cấm chiếu tác phẩm The Great Dictator tại Đức, nhưng không có cơ sở nào Kim Jong-un sẽ làm điều tương tự. Dù Kim Jong-un có thật sự biết dự án The Interview châm biếm mình hay không thì vẫn là câu hỏi khó. Nhưng có điều sự kiện hack Sony Pictures đã lộ ra dự án The Interview trước khi bộ phim được công chiếu. Dù phía Bắc Triều Tiên phủ nhận có liên quan đến nhóm hacker, nhưng điều kỳ lạ là sau khi nhóm hacker hack thì phía hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên đã gửi thư lên thư ký Liên Hợp Quốc khi ấy là Ban Ki-moon, nói rằng hành động thực hiện và trình chiếu một bộ phim như vậy miêu tả một cuộc tấn công vào lãnh đạo cao nhất của chúng tôi là hành động khủng bố và chiến tranh bừa bãi, hoàn toàn không thể dùng thứ được. Phía Bắc Triều Tiên không nói rõ ra tên phim The Interview. Một tháng sau, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc là Cha Song-nam lặp lại những quan điểm này. Đạo diễn và biên kịch của bộ phim vẫn kiên định bộ phim của ông không phải là lý do cho những cáo buộc của phía Bắc Triều Tiên. Nếu hack thông tin của dự án The Interview, phía Bắc Triều Tiên dư sức biết biên kịch đạo diễn không hề nhắm tới Bắc Triều Tiên từ đâu và cả chủ tịch Kim Jong-un. Ý tưởng ban đầu là châm biếm những nhà độc tài kịch cỡm và nhân vật ban đầu là Osama Bin Laden. Nhưng sau đó đạo diễn Cohen thực hiện bộ phim hài The Dictator nên phía nhà làm phim muốn tạo gì đó khác biệt. Sau vài cuộc trò chuyện, ý tưởng về bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu hình thành. Và bộ phim châm biếm rất nhiều thứ, không chỉ riêng gì Bắc Triều Tiên. Bộ phim chế giễu CIA trong cái cách họ can thiệp vào nội bộ nước khác. Dù đất nước có độc tài, nhưng ám sát lãnh đạo của họ là một ý tưởng không hề hiệu quả. Vì thế, tình tiết ám sát Kim Jong-un chỉ với mục đích hài, còn mấu chốt của bộ phim này là làm cho dân không còn bị ngộ nhận, thấy được bản chất thật sự, và khi ấy họ sẽ tự biết phải làm gì. Nhân vật Kim Jong-un trong phim The Interview đồng ý nhận lời phỏng vấn vì ông có một nỗi ám ảnh với truyền thông. Kim Jong-un luôn sợ người khác nghĩ gì về mình và luôn nhạy cảm với bất cứ hành động nào từ bên ngoài. Kim Jong-un có nỗi ám ảnh được công nhận, nhất là từ người cha Kim Jong-il của mình. Hình ảnh Kim Jong-il luôn lấp ló như một nỗi ám ảnh khắc khoải đeo bám Kim Jong-un. Một điều thú vị rằng khi chấp bút kịch bản, cha của Kim Jong-un, Kim Jong-il mới là nhân vật chính. Nhưng khi ông qua đời vào năm 2011, Kim Jong-un kế vị, nhân vật đã thay đổi sang Kim Jong-un. Nếu so với Kim Jong-un thì Kim Jong-il có nhiều tình tiết thú vị hơn nếu đưa lên phim, vì ông là người mở ra kỷ nguyên hạt nhân tại Bắc Triều Tiên và có những tình tiết đã thay đổi, như đáng ra không phải là đam mê nghe nhạc Katy Perry như trong phim mà sẽ là đam mê phim ảnh. Có thể bạn chưa biết, nếu không làm chủ tịch, có lẽ Kim Jong-il đã là một đạo diễn, bởi vì Kim Jong-il xem rất nhiều bộ phim trên thế giới và ông hiểu rõ được sức mạnh tuyên truyền trong bộ phim. Vì lẽ đó, Kim Jong-il đã tự biên kịch đạo diễn cho những bộ phim tuyên truyền của mình. Sau khi chiếm được lòng của cha mình là Kim Nhật Thanh, Kim Jong-il cũng tự mở ra kỷ nguyên cho mình. Tính từ khi chấp bút tới khi bộ phim ra mắt, Kim Jong-un chỉ mới nhậm chức được vài năm. Người ta không biết gì nhiều về ông để mà châm biếm, ngoài kiểu tóc thời thượng và nỗi khắc khoải mặc cảm tự ti thích được chú ý và công nhận. Dù phía Bắc Triều Tiên phủ nhận việc có liên quan tới nhóm hacker, nhưng đều có một điểm chung là cả hai đều gọi The Interview là một bộ phim khủng bố. Nhóm hacker liên tục hăm dọa sẽ khủng bố nếu bộ phim The Interview công chiếu, thậm chí sẽ tấn công ngay tại buổi ra mắt phim tại New York. Thông điệp còn đe dọa nếu Sony làm thêm một bộ phim chống Triều Tiên, bọn hacker sẽ sẵn sàng chiến đấu. Phía Sony phải trì hoãn lịch công chiếu và tăng cường an ninh cho các nhân viên đoàn làm phim của họ vì những lời đe dọa liên tục không ngừng. Sony sau đó đã nhận nhiều chỉ trích từ rất nhiều phía như các nhà nhân quyền, tự do ngôn luận và các nhà phê bình phim, và gọi đây là thất bại chưa từng có trên sân Mỹ. Nó tạo ra một hiệu ứng lan truyền ảnh hưởng tất cả các bộ phim khác không liên quan lấy chủ đề về Bắc Triều Tiên. Chưa nói tới nội dung chất lượng phim, nhưng việc hủy chiếu rộng rãi chỉ vì lời đe dọa và gọi đây là hành động bắt nạt từ Bắc Triều Tiên. Nó đang vi phạm tới quyền sáng tạo, đi ngược lại với tù trở nạn thứ nhất, đó là quyền tự do biểu đạt, không bao giờ bị đàn áp bởi những lời đe dọa và tống tiền. Trên thế giới này không có một cơ quan, tổ chức, chính quyền nào có thể cấm hăm dọa khủng bố một nước khác làm phim bao giờ cả, kể cả nó có nói về họ. Tổng thống Barack Obama cũng đã phải lên tiếng và nói rằng Sony đã phạm sai lầm. Chúng ta không thể có một xã hội mà trong đó một số nhà độc tài ở một nơi nào đó có thể bắt đầu áp đặt kiểm duyệt ở Hoa Kỳ. Tôi ước gì họ nói chuyện với tôi trước, tôi sẽ nói với họ, đừng rơi vào khuôn mẫu khiến bạn bị đe dọa. Mike Collington, giám đốc điều hành của Sony Pictures Entertainment khi ấy, đã đáp lại lời chỉ trích rằng việc hủy phát hành rộng rãi là do phản ứng đối với việc các chuỗi rạp chiếu phim, hội đồng các rạp chiếu phim từ chối chiếu phim, chứ không phải là lời đe dọa của tin tặc, và Sony vẫn sẽ tìm cách khác để phân phối phim. Quả đúng như vậy, chỉ một tháng sau lời hăm dọa của nhóm hacker, tháng 12 năm 2014, bộ phim The Interview được phát hành. Dù đã lường trước được việc này sẽ dẫn đến hiệu ứng Streisand, nhưng nó vẫn diễn ra. Hiệu ứng Streisand là hiệu ứng mà khi ta nỗ lực che giấu, xóa, tiêu hủy hay kiểm duyệt một thứ gì đó, lại bị phản tác dụng ngược lại, khiến người ta tò mò, nhận thức về việc đó hơn mức bình thường.
The Interview chỉ là một bộ phim tầm trung, kể cả nó có nói về Bắc Triều Tiên cũng chẳng có gì đáng chú ý, khi đã có rất nhiều bộ phim đã làm và vấn đề Bắc Triều Tiên không phải là thứ gì quá hệ trọng tại Mỹ khi ấy. Điều này cũng được miêu tả trong bộ phim, khi mọi người thà chú ý tới Eminem có bị gay hay không thay vì để ý tin tức Bắc Triều Tiên. Như hiệu ứng Stray Shen, nhưng nhờ sự tranh cãi xoay quanh bộ phim vẫn kiếm được khoảng 12,5 triệu USD từ phòng vé và kiếm được hơn 15 triệu USD thông qua việc cho thuê và mua hàng trực tuyến. Và nó đã trở thành bộ phim phát hành trực tuyến có doanh thu cao nhất của Sony Pictures. Còn nếu nói về bộ phim này mà không có những lùm xùm xung quanh thì The Interview vẫn là bộ phim tầm trung, kiểu hài cũ, Nana Porat, sử dụng những miếng hài Toilet Humor mà mình có nói ở đầu video. Toilet Humor là một trong những nhánh của kiểu hài Of Color Humor, bao gồm cả Black Comedy và Blue Comedy. Kiểu hài Toilet Humor chủ yếu xây dựng miếng hài liên quan đến đại tiện, tiêu chảy, táo bón, đi tiểu hay đầy hơi. Ở mức thấp hơn thì có thể là nôn mửa và các chức năng cơ thể khác. Tác giả sử dụng miếng hài này chủ yếu để châm biếm sự thần thánh hóa cá nhân của người dân Bắc Triều Tiên, rằng lãnh tụ tối cao của họ không hề đi vệ sinh để lo việc nước. Khi biên kịch chọn sẽ khai thác về Bắc Triều Tiên cũng là vấn đề khó, vì Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia bí ẩn nhất hành tinh. Dữ liệu về Bắc Triều Tiên rất ít, tất cả các thông tin mà cho đến nay đại đa số biết được đều được biết qua những nhân chứng đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên kể lại. Ví dụ những sự phù phiếm giả tạo kiểu làng Potemkin, có rất nhiều ngôi làng giả được dựng lên để gây ấn tượng với những vị khách nước ngoài, thường thì nó được đặt rất gần biên giới với Hàn Quốc như một sự so bì. Và những vấn đề khác như nạn đói, thiếu lương thực, thiếu điện trầm trọng xảy ra tại đất nước này nhưng vẫn ráo riết chạy đua vũ khí hạt nhân. Sau khi bộ phim ra mắt, cả cho tới nay, vẫn không có bất cứ sự khủng bố nào như lời mà nhóm hacker đe dọa. Nhưng nhóm hacker thì vẫn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ khác và chưa có bằng chứng nào xác đáng rằng người dân Bắc Triều Tiên hay Kim Jong-un đã xem qua bộ phim này hay chưa. Nhưng quan điểm của tác giả đã lấy Eminem ra nói hộ. Eminem rap về người đồng tính thì lại có một luồng nói là Eminem gay, một luồng thì lại nói Eminem kỳ thị người đồng tính. Cá nhân nhà làm phim làm về Bắc Triều Tiên không đồng nghĩa là phải ghét người Bắc Triều Tiên hay đất nước Bắc Triều Tiên. Cốt lõi chỉ phê phán những hành động hiếu chiến, sinh ra những nạn nhân chính là những người dân vô tội. Song đó là sự lơ là trước mối nguy hiểm hạt nhân trước Bắc Triều Tiên của đại đa số người Mỹ khi ấy. Chất liệu này có thể châm biếm bất cứ quốc gia nào khác, không chỉ riêng Bắc Triều Tiên, có thể là cả chính nước Mỹ. Có thể đồng tình hay không đồng tình là tùy mỗi khán giả, nhưng bản thân bộ phim chẳng thể khủng bố được ai cả. Chẳng ai xem xong bộ phim lại vác bom đi khủng bố, ám sát Kim Jong-un bao giờ cả. Dĩ nhiên Bắc Triều Tiên có quyền cấm chiếu tại đất nước họ, đó là chuyện nội bộ mỗi quốc gia. Nhưng tại sao Bắc Triều Tiên lại nhạy cảm, hùng hổ, hăm dọa tất cả các quốc gia khác và muốn hủy bộ phim này? Bộ phim không phải là vấn đề, nó chỉ là cái cớ. Dù có bộ phim hay không thì nhóm hacker vẫn hoành hành và đe dọa. Bắc Triều Tiên không nhạy cảm vì The Interview có câu chuyện ám sát lãnh tụ của họ, mà đó là sự thay đổi của người dân của họ. Ví dụ như cô Suk và anh lính chẳng hạn. Ủa vậy thì sao? Dân thì càng khó chứ sao? Có thể bạn chưa biết, Bắc Triều Tiên có cái gọi là Chang Ma Tang, có nghĩa là hình thức chợ đen, nơi có thể mua đồ nội địa lẫn quốc tế theo tỷ won và cả USD. Và người Bắc Triều Tiên hoàn toàn có thể có những bản lậu phim của Hàn Quốc và thế giới. Đó là lý do The Interview trở nên quan ngại, vì nó trở nên nguy hiểm nếu nó có thể tuồn được vào Chang Ma Tang và người dân xem nó. Bối cảnh phim The Interview ra mắt sau 8 năm Bắc Triều Tiên bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt sau những vụ đánh bom khủng bố quốc tế nhắm vào Hàn Quốc như vụ khủng bố Nhà Xanh, vụ đánh bom Rangoon, vụ đánh bom chuyến bay 858 của hãng hàng không Hàn Quốc đã khiến Bắc Triều Tiên bị xếp vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006. Và Bắc Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un đã có nhiều thay đổi so với cha mình, chưa có ghi nhận về nạn đói nào lớn so với thời của cha mình, nhưng vẫn nhận trợ cấp từ quốc tế, vẫn đang trên con đường khẩu hiệu của họ là Cha Yok Kang Sang, vẫn theo Son Kun Chong Chi, có nghĩa là quân đội trước nhất, vẫn vũ khí hạt nhân vẫn là át chủ bài. Bộ phim ra mắt cũng gần một thập kỷ, vẫn chẳng có ai bị khủng bố, ngoại trừ vụ người anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un, con trai cả của Kim Jong-il là Kim Jong-nam cũng bị ám sát bằng chất độc. Có một điều thú vị là giống như Kim Jong-il, Kim Jong-nam cũng quan tâm tới điện ảnh. Ông cũng đã viết kịch bản phim ngắn từ khi còn trẻ. Cha ông cũng đã lập ra một kho phim để ông sử dụng. Dù lý do ông bị ám sát tới giờ vẫn còn nhiều điều mập mờ, nhưng có điều xét theo tính logic, ít có khả năng do CIA hay do phóng viên hay do người dẫn chương trình như trên phim mà lập luận khả năng nghiêng về có thể là cuộc chiến của gia tộc Kim, vì Kim Jong-nam được cha cử sang Thụy Sĩ du học, người có tư duy nhấn mạnh về cải cách và mở cửa thị trường. Ông cũng từng chỉ trích Kim Jong-un không đủ tư cách và cả việc lên án chế độ cha truyền con nối nhà họ Kim. Nhìn lại bộ phim The Interview, một bộ phim hài đơn thuần, tưởng chừng như chẳng có gì để nói, nhưng lại hóa ra có quá nhiều thứ để nói xoay quanh bộ phim. Bộ phim The Interview sao thế nhỉ?
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem hết video phân tích của mình. Các bạn hãy để lại cho mình một subscribe, like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn cũng có thể để lại cảm nghĩ của các bạn dưới phần comment. Còn bạn nào có ý muốn donate cho mình thì các bạn cứ inbox vào fanpage Film & More. Mình có để link fanpage của mình ở dưới phần description thì các bạn có thể nhấp vào đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn một video khác tại Film & More. Bye bye, see you soon.